để tìm hiểu khả năng hòa tan trong nước và khả năng dẫn điện của muối ăn và đường. Cô thực hiện thí nghiệm như sau. Dụng cụ và hóa chất gồm 2 cốc nước cất, muối ăn, đường, 2 thìa thủy tinh dùng để lấy hóa chất và khuấy. Dụng cụ thử tính dẫn điện. Bây giờ cô sẽ thực hiện thí nghiệm. Lấy 5 thìa đường, cho vào cốc nước cất thứ nhất. Dùng thìa thủy tinh để khuấy nhẹ. Các em hãy quan sát khả năng hòa tan của đường trong nước cất. Dùng thìa thủy tinh thứ hai, lấy 5 thìa muối ăn, cho vào cốc nước cất thứ hai. Dùng thìa thủy tinh để khuấy nhẹ. Các em hãy quan sát khả năng hòa tan của muối ăn trong nước cất. Sau khi hòa tan đường và muối ăn lần lượt ở trong 2 cốc nước cất, cô được dung dịch đường và dung dịch muối. Dùng dụng cụ thử tính dẫn điện đưa vào cốc có đựng dung dịch đường. Các em hãy quan sát. Đưa dụng cụ thử tính dẫn điện vào cốc có đựng dung dịch muối ăn. Các em hãy quan sát. Từ kết quả thí nghiệm, các em hãy nêu hiện tượng và rút ra kết luận.